tham gia cuộc thi hoa khôi, em họ địch nhận nhật ba gây choáng với nhan sắc kém xa cô chị. Mới đây, cư dân mạng không khỏi sốc trước nhan sắc của cô em họ địch nhận nhật ba khi cô nàng xuất hiện tại một cuộc thi hoa khôi. Xuất hiện tại một cuộc thi sắc đẹp, nhưng nhan sắc của em họ địch nhận nhật ba lại gây ra khá nhiều tranh cãi. Địch nhận nhật ba, một mỹ nhân đến từ Tân Cương, là một trong những mỹ nữ hàng đầu của showbiz khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút. Với vẻ đẹp chim sa cá lặn như vậy, nhiều người vẫn tin rằng gia đình của nữ diễn viên cũng sở hữu nhan sắc cực phẩm chẳng kém. Thế nhưng sự thật liệu có phải như vậy hay không? Nhan sắc của em họ địch nhận nhật ba. Cuộc thi hoa khôi quốc dân Chopin đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình bởi sự tham gia của loạt gương mặt chú ý, và trong số đó chắc chắn không thể không kể tới em họ của địch nhận nhật ba. Trong những tấm ảnh profile dự thi, cô nàng gây chú ý với gương mặt sáng, đôi mắt to tròn, mũi cao cùng đôi môi nhỏ nhắn. Nhìn chung cô nàng sở hữu nhan sắc thanh tú, nhưng để nói ấn tượng quá hay không thì câu trả lời là chưa hẳn. Hơn nữa, nếu để nói là em họ của địch nhận nhật ba thì diện mạo của cô gái trẻ lại càng gây ra chú ý nhiều tranh cãi hơn. Dù biết cô nàng cũng có gương mặt xinh đẹp, nhưng để so sánh với nhan sắc và thần thái của cô chị địch nhận nhật ba thì kém xa. Hơn nữa, diện mạo của cô nàng được cho là thiếu thu hút cân cả gương mặt mộc lẫn thời kỳ mà làng Phượng Cửu mới bước vào nghề. Trước những bức ảnh profile của cô nàng em họ địch nhận nhật ba tại cuộc thi nhan sắc đã nhận được sự quan tâm, bình luận từ đông đảo cư dân mạng. Không chỉ cho rằng cô nàng không may mắn, sở hữu được vẻ ngoài đẹp hoàn mỹ như người chị, mỹ nhân của mình, mà để so sánh với mặt bằng chung của những thí sinh tham gia cuộc thi, nhan sắc của cô nàng này cũng không thực sự quá nổi bật. Cư dân mạng nhận định rằng nếu muốn có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí giống như địch nhận nhật ba, cô nàng không chỉ nỗ lực cải thiện nhan sắc mà phải cả thần thái khí chất bên trong cũng cần phải nỗ lực rèn luyện hơn rất nhiều. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!